Thí dụ đời này á, mình thấy á, mình ít học quá, hay là mình không biết gì nhiều, thì cái chỗ nào người ta có sự hiểu biết thì mình phải mở lòng mình học, học để tăng trưởng trí tuệ cho mình, hiểu biết cho mình đời này và đời sau. Chứ nếu mình cứ chiều theo cái không biết của mình, thôi tôi không biết gì hết, tôi không đi đâu, thì đời này không biết, làm sao đời sau biết? Mà không gieo cái duyên thì làm sao gặp? Cho nên quý vị nào mà một á, là bây giờ mới bắt đầu gieo duyên, hai á, là mình đã gieo đời trước rồi, nhưng mà tới một giây phút nào đó chín mùi bắt đầu nó tiếp tục, nó tiếp nối. Cho nên mình bây giờ mình được vào chùa mình tu một ngày một đêm này, nếu ở hiện mặt đời này thì mình đang gieo cái duyên đó. Mình gieo cái duyên học hạnh sống đời của người tu. Cho nên cố gắng, mình đừng có nản. Ngay cả gài cái áo tràng thôi, trời ơi cái nút gì đâu mà nó thắt khó gài quá. Tôi về tôi may cái miếng lưới kẹp vô cái có nó dính. Mình cứ tính chuyện thuận lợi. Nhưng mà nếu mình mà thắng được cái nút gài đó đó, tức là mình vượt được một ải rồi đó. Mà nội cái áo tràng có hai cái nút à, mà mình gài cũng không rồi nữa, cái làm sao mình phải thắng đó. Tức là mình phải tìm cách mình học làm sao để mai mốt mình đưa cái bài vô, cái là gài cái nút thắt một cách dễ dàng. Chứ còn mình cứ tính chuyện thuận lợi không, rồi mình cứ nghĩ ví dụ như có dịp nào trên đời này đâu có lúc nào nó cũng thuận theo ý mình, phải không? Cho nên tập có những cái khó mà chúng ta cố gắng được. Ngay cả đắp y à, mai mốt quý vị mà đi học cái khóa tu xuất gia gieo duyên đó, à, cái mà đắp y mà dễ nhất là bằng cái móc, chỉ cần đưa lên cái móc vô à. Cái khó nhất là gì biết không? Cột dây. À, mà làm sao mà hai tay mình mà đưa cái y vào dưới cái cánh tay mình, mà mình hai tay mình cầm được hai sợi dây mình cột đó. Mà tại sao các thầy, các chú, các vị xuất gia mà ta làm được? Thì mình cũng học cho được cái đó. Ví dụ vậy. Cho nên có nhiều người nói trời ơi sao luộm thuộm quá, thôi tôi mặc áo tràng đi cho nó khỏe chứ. Giờ mặc áo tràng rồi, nếu mà nói vậy thì có gì đâu gọi là gieo duyên. Mình chưa bao giờ được ôm bát đắp y nè, thì đời này mình được cái cơ hội. Bởi vậy nó khó vậy đó. Thì quý vị nghĩ đắp y cầm bát mà mình biểu khó, thì cuộc đời này tu hành nó còn khó hơn nữa, phải không? Chỉ đắp cái y là cái hình thức thôi, ôm cái bát thôi, mà mình làm chưa rồi mình còn nói nó lượm thượm, thì cuộc đời mình nó còn nhiều cái rắc rối hơn. Mà tại sao mình vượt được mà chỉ có cái y cái bát mình làm sống? Quán chiếu như vậy gọi là tu thiền. Vì theo quán có nghĩa là nhìn lại, suy tư à. Cho nên nếu mà nói cho đúng ra, cho kỹ ra là hằng ngày của mình là tu thiền hết á. À, nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình không có tu tịnh. Tu tịnh là tu gì? Người ta quan niệm đơn giản, tu tịnh nghĩa là niệm Phật. Nghĩa đó chỉ là bước đầu thôi. Trong tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật, đó là tu tịnh rồi đó. Cho nên thiền tịnh là một, không có hai. Lúc nào tâm mình cũng nhớ Phật thì mình không nhớ ma. Nhớ Phật sao nhớ ma được? Nhớ kinh sao nhớ chuyện thị phi được? Phải không? Thí dụ ai nói tốt, nói xấu mình không nhớ, mà trong đầu mình giờ chỉ nhớ kinh thôi. Phải không? Tu Phật Pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Mà chữ như là như vậy mà tu thôi, không có gì mà khó khăn hết. Cho nên khi mình nhớ Phật thì không nhớ ma, nhớ Pháp thì không nhớ tà. Nhớ Pháp là nhớ Phật Pháp, nhớ kinh điển. Mà nhớ kinh điển thì không nhớ chuyện thị phi. Cho nên một khi mà mình nhớ Pháp, nhớ Phật thì là mình tu tỉnh. Mà khi mình tỉnh được rồi thì mình trong sáng, hằng biết tất cả những sự việc xảy ra là tu thiền à. Cho nên đối với Pháp Hòa, thiền tịnh là một. Mà chư tổ cũng đã từng dạy mình như thế. Tại vì mình chưa có rõ, mình còn phân biệt thiền với tịnh. Chứ một khi mà tâm mình đã hội nhập được pháp môn rồi thì mình sẽ thấy tu thiền với tu tịnh là một chứ không có hai. Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng á,
là Pháp Hòa muốn làm một cái quyển sách để mà sưu tập lại những cái lời tổ dạy mà nó thiết thực thành một quyển. Thì hôm nay cái quyển đó đã ở trước mặt quý vị, và hồi sáng này quý vị tụng đó. Thì cái chữ lời cảnh tỉnh này là Pháp Hòa đặt thôi, bởi vì đây là những cái lời của chư tổ mình gom lại. Thì duyên do nào mà Pháp Hòa khởi cái tâm ý này? Thì lâu rồi Pháp Hòa muốn làm, nhưng mà mình chưa có thời gian làm, và chưa có quyết tâm mà gọi là cố gắng tranh thủ hết mức. Thì Pháp Hòa nhớ cách đây khoảng chừng 2 năm, thì hôm đó Pháp Hòa ghé Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân ở Cao Hùng, Đài Loan á. Thì buổi sáng đó Pháp Hòa đi công phu với chùa. Thì khi bước vào chánh điện bắt đầu lễ Phật tụng kinh, thì Pháp Hòa thấy quý thầy quý cô và đại chúng tụng cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm Văn. Dĩ nhiên là bên đó người ta phải tụng tiếng Hoa rồi, thì mình nhìn vô cái bản thì mình đọc được cái chữ Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền, mà tụng như một thời công phu sáng thay vì tụng Lăng Nghiêm. Thì sau khi mà giữ cái thời đó rồi thì trong lòng mình nói rằng lâu nay mình cũng muốn làm vậy mà mình chưa thực hiện. Hôm nay mình được nhờ nghe tụng, thấy tụng lại cái quyển này mà tâm ý của mình nó lại mạnh dạn hơn và quyết tâm mình thực hiện cho được. Cho nên lúc đó rồi Pháp Hòa về thì bắt đầu vào cái công việc gọi là sưu tập, rồi tìm những cái bản dịch để mà gom lại. Thật ra mình đã có sẵn hết rồi, giờ chỉ có một việc là làm sao để vào chung một cái hồ sơ rồi để rồi chỉnh lại thôi. Thì trong lúc mà làm xong rồi á, thì Pháp Hòa phải đi tìm cái bản tiếng Anh của hai cái bản. Thì Pháp Hòa mới nói cái người tu mà chúng ta thường thích nhất và rất là nổi tiếng ở hai cái bản văn, một là bản Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền, hai là cái bản Quy Sơn Cảnh Sách của Ngài Linh Hữu. Thì Pháp Hòa gom hai bản lại đặt cái tựa là Lời Cảnh Tỉnh. Thì trong khi mà in như vậy thì Pháp Hòa với cái tâm thôi, thứ nhất, đầu tiên nhất là Pháp Hòa muốn cho các vị xuất gia ở tại Trúc Lâm đây được đọc cái bản này thường xuyên. Mặc dù tất cả đã được học cái bản này rồi, Pháp Hòa nhớ cái bản Phát Bồ Đề Tâm Văn Pháp Hòa nói năm 2009 rồi, nhưng mà bởi vì mình chưa in thành văn bản để mà đọc tụng thường xuyên, thì Pháp Hòa mới lấy cái muốn cho đại chúng ở đây thay vì tụng công phu sáng Lăng Nghiêm thì thỉnh thoảng chen vào những cái bản này như một lời nhắc nhở. Người ta thường nói bụt nhà không có linh, tức là nhiều khi mình rỉ rả mình nói riết nó không linh, mà trong đó khi đó mình có thể linh ở chỗ khác. Và người ta thường nói cái câu là mình làm Phật xứ người ta mà làm ma xứ mình. Cái câu đó nó chí lý, tức là nhiều khi ở nhà nó gần gũi thì nó thấy cái đó nó không có gì. Những cái ngay cả chư quý thầy gần gũi mình nói riết cái mình thấy bình thường. Vì vậy cho nên cái lời của tổ nhắc nhở đó, mình cảm thấy đây như một lời của một bậc trưởng thượng cao đức, vì cái đức của Ngài lớn và cái lời nói của quý Ngài xuất phát từ lòng từ bi. Cho nên Pháp Hòa mới viết cái lời tựa cho cái vòng, cái quyển cảnh tỉnh này. Quý vị mở ra thì quý vị thấy mấy dòng thưa gửi đó. Thì một buổi sáng đó, trước khi mà đem đi in, thì Pháp Hòa viết cái bài này trong mấy phút để đưa qua nhà in cho họ chỉnh đốn lại họ làm. Thì đây là cái lời Pháp Hòa viết: kính gửi chư, kính thưa chư vị đồng tu, tổ Quy Sơn dạy trong văn cảnh sách, mục đích của người xuất gia là cất bước, bước lên cho được bến bờ giải thoát. Vì vậy mà cả về hai phương diện tâm ý và hình dung, người xuất gia không giống người trần tục.
Người xuất gia phải nối tiếp và làm rạng rỡ cho được dòng giống của thánh tăng, nhiếp phục được quần ma, báo đền được bốn ơn và cứu độ cho ba cõi. Đó là cái lời dịch tiếng Việt của cái văn nguyên văn tự Hán là: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Và quý vị thấy cái lời văn tiếng Hán nó hay như vậy đó. Và khi mình dịch ra tiếng Việt thì mình dịch mà thoát ý đó, cho nên dịch cũng rõ ràng chứ không có thiếu sót. Việc sưu tập của quyển lời cảnh tỉnh này nhằm mục đích cho học chúng tại tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên thường xuyên đọc tụng như lời kinh vào các thời Công Phu, Hầu, Sách Tấn, nhắc nhở nhau trên bước đường tu tập thanh lọc thân tâm, thăng hoa cuộc sống. Vì lời lẽ trong văn bản chan chứa lòng thương yêu, lòng thương hậu thế chúng ta vô bờ bến của quý ngài, từng lời từng chữ như sữa như mật, mát lòng bao kẻ lữ hành. Nếu ai là người biết thương chính mình, không muốn cô phụ công ơn Phật tổ và thầy, thì nên tự nỗ lực học hỏi và tiếp nhận những lời cảnh tỉnh này như khuôn vàng thước ngọc, như kim chỉ nam cho cuộc sống. Hãy để cho chất đề hồ này nuôi dưỡng sơ tâm và chí nguyện của mình. Đó là Pháp Hòa viết những cái lời này vào một cái buổi sáng trước khi in. Bởi vì chính Pháp Hòa mấy mươi năm sống trong chùa thì hai cái quyển sách này Pháp Hòa thường đọc và thường hay trích để mà trong những cái buổi nói chuyện của mình. Thì khi làm xong thì Pháp Hòa mới nhớ là kinh Bát Đại Nhân Giác cũng là một lời hay của Phật, mà tất cả thầy tu nào mới vào chùa cái bài kinh căn bản phải học là Bát Đại Nhân Giác. Cho nên Pháp Hòa trích thêm cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác mà mình dịch ra tiếng Việt là Kinh Tám Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân để vào trong cái quyển này. Vậy thì cái quyển này có ba bản. Một là Kinh Bát Đại Nhân Giác, hai là Phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Thật Hiền, ba là Quy Sơn Cảnh Sách của tổ Quy Sơn. Thì hồi sáng quý vị đọc cái lời của ngài Thật Hiền quý vị thấy không? Và bây giờ Pháp Hòa giới thiệu trước. Bây giờ trước hết á, Pháp Hòa cũng để cái phần Tán Lư Hương, Chú Đại Bi, Khai Kinh giống như mình tụng thời kinh vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời gì của tổ dạy mà đúng như ý Phật thì nó có công năng tương bằng như một quyển kinh. Mà chư tổ nói ra thì từ đâu mà quý ngài nói? Thì cũng từ Phật, phải không? Nhưng mà bây giờ các ngài gần mình nhất, các ngài thấy cái tật của mình nhất thì các ngài dạy mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là có thời của Phật thì có thể là chư tăng không có thì giờ để mà xúm lại nói chuyện thị phi thế sự. Lúc đó cư sĩ cũng chỉ tới lui nghe pháp rồi đi về, không có chuyện nấu ăn ở trong chùa, không có chuyện gọi là gì gần gũi nhiều, cứ vô nghe pháp rồi đi về. Nhưng mà một khi mà cái thời đại gần đây, thời của chư tổ, là bắt đầu có cư sĩ vào chùa tiếp xúc nhiều hơn, rồi thì mình lại có cái chuyện là gần gũi nhiều, làm việc nhiều thì có sự va chạm. Rồi cộng thêm là bắt đầu hễ đông chừng nào thì thị phi bắt đầu nó sanh. Thì mình hay có cái khuynh hướng là có cái lệ là mình rảnh cái bắt đầu mình ngồi mình nói chuyện người này người kia. Cho nên tổ quở, tổ quở mình là ăn xong rồi lại không chịu lo tu mà cứ dúm lại nói chuyện thế gian, rồi lại quên rằng cái giây phút mình ngồi chơi nói chuyện đó lại là cái giây phút đau khổ của tương lai. Ví dụ như vậy. Rồi có những cái chuyện bất kính thầy tổ, không coi thầy tổ ra gì, cho nên tổ cũng vỡ. Ăn rồi dậy trước. Hay là có những người tự xưng mình tu thì ít mà tự xưng thì nhiều, cho nên tổ cũng vỡ.
Tổ nói hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Trời ơi, mới có thọ giới có mấy bữa à? Tức là hà nãi tài đăng giới phẩm, tức là uống chi mới thọ giới tu được có mấy ngày lại vỗ ngực xưng danh tôi là tỳ kheo, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn Việt sở tu, ăn của đàn Việt. À, hay lắm. Cho nên ngài thấy, ngài thấy những cái chuyện đó, ngài gần mình nhiều, cho nên ngài nói, ngài nói. Thì cho nên vào trong đây, trong cảnh sách của ngài có một câu nữa: sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời gian. Tôi tự hận mình, tức là tự tự buồn cho mình đời này mình lại sanh vào cái thời tượng pháp. Sở hận đồng sanh tượng quý, tượng tức là tương tự, ná ná giống giống. Khứ thánh thời gian, cách bậc cách cách xa các bậc thánh quá xa. Giống như mình bây giờ nó xa các bậc thánh, gần kẻ phàm thì nhiều. Bây giờ thí dụ như giờ mình chơi với bạn 10 người có thể khuyên mình đi chùa bố thí làm lành đâu chừng 3, còn 7 là biểu đừng, hay là còn không là rủ đi chơi. Thì mình mới thấy là khứ thánh thời giáo, gần cái người thiện tri thức hiếm lắm. Rồi bây giờ đời này chính mình gần ác tri thức nhiều quá, cho nên tổ nói luôn: nhớ nha, gần kẻ xấu là lây cái xấu. Gọi là mình gần cái ác á, thì mình tăng trưởng cái thấy nghe ác. Mà nếu mình gần cái thiện thì làm gì? Thanh lọc cái thấy nghe. Chút xíu nữa mình đi từ từ, Pháp Hòa chỉ giới thiệu tổng quát về ba cái bản này. Thì mình nói đầu tiên á, rồi quý vị vô kinh khai kinh xong rồi bây giờ quý vị bắt đầu có ba bản. Thì bài đầu tiên mình in trong này á, là kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. À, mà cái người dịch cái bản kinh này á, là ngài An Thế Cao. Quý vị nhớ hôm trước mình học tổ Khương Tăng Hội đó, mình có nói về ngài An Thế Cao một chút đó. Ở ngài á, ngài An Thế Cao là thái tử của nước An Tức. Tên của ngài là Thế Cao, nhưng mà bởi vì ngài ở nước An Tức, cho nên mình lấy cái họ, lấy cái nước, cái quốc gia đó mình để trên đầu của tên của các vị. Đọc ra thì ta biết, à, ngài này tên là Thế Cao, sanh trưởng tại nước An Tức, cho nên là An Thế Cao. Bây giờ nước An Tức đó là nước gì? Bây giờ là nước Iran đó. Nước An Tức bây giờ là Iran đó. À, ngài là một vị cao tăng, nhưng mà đặc biệt là cái thời đó chưa có chế độ xuất gia, cho nên ngài vẫn còn là hình thức một cư sĩ. Nhưng mà cái sự tu của ngài đặc biệt, nội cái việc ngôn ngữ thôi là ngài đã thông hơn 30 ngôn ngữ, có thể nói được 30 thứ tiếng. Mà ngài trong kinh còn kể là ngài còn có được những cái điều đặc biệt là biết được những cái quá khứ. Thì trong kinh với trong sử của ngài mới kể là ngài có trí tuệ thông minh, học giỏi, ngài có thể thông được thạo được mấy chục thứ tiếng. Đến khi mà cái đời Đông Hán hoàng đế tại Lạc Dương Trung Quốc, với sức thông tuệ nghe một biết ngàn, ngài ở đây chẳng bao lâu thì thông thạo tiếng Hoa. Tức là ngài từ nước Iran qua Trung Quốc rồi ở không bao lâu thì ngài lại hiểu được tiếng Trung Quốc. Và khi mà ngài dịch kinh đó, thì cái lời văn của ngài đơn giản nhưng không quê mùa, dịch kinh rất dễ đọc, và ngài có thể nói là một trong những vị dịch kinh rất là sớm của Phật giáo Trung Hoa. An Thế Cao là người thông đạt lý sự, biết rõ nghiệp duyên của mình. Thì ngài mới kể lại rằng á, ở trong tiền kiếp của ngài á, cũng là một người tu, và ngài có một người bạn đồng tu của ngài. Nhưng mà cái người này có cái đặc biệt là thích bố thí,
Nhưng mà bố thí thì bố thí, nhưng mà cái tâm rất là sân hận. Chỉ cần ai làm sai ý của họ thôi là họ chửi rủa, họ sân hận vô cùng. Thì trước khi mà Ngài An Thế Cao ra đi á, đi xa đó, thì Ngài có gặp cái người bạn đó. Ngài mới nói rằng tôi với người là người đồng tu cùng thời, thân thiết. Và tôi thấy Ngài có cái hạnh rất hay, đó là bố thí làm lành. Nhưng mà ở nơi Ngài thì cái tâm sân hận quá lớn. Mỗi khi sân hận thì hay mắng xả người khác, chửi rủa người khác. Cho nên tôi biết Ngài sẽ trả một cái quả báo rất nặng nếu Ngài không có chịu sửa đổi. Thì nói xong thì Ngài An Thế Cao ra đi. Và trước khi đi, Ngài An Thế Cao còn nói với vị đó rằng: khi nào tôi thành tựu thì một lúc nào đó tôi sẽ trở về độ cho người khi mà người đọa lạc. Thì quả đúng như vậy. Khi Ngài đến một cái hồ đó, cái hồ đó tên là hồ Cung Đình, thì ở đó có một cái miễu thờ thần rất là linh. Thì hôm đó Ngài đi thuyền, chưa tới nơi, vừa cập bến thôi. Thì ở đến cái bờ hồ đó, cập bến, thì cái người thần đó mới giáng xuống. Tức là giống như một hình thức nhập vô một cái người nào, nói rằng ở dưới thuyền có một người, một vị đại sa môn, phải mời người đó lên đây mới được, tôi mới dám. Thì lúc đó các vị chạy xuống bờ hồ thì thấy Ngài mới vừa cập bến, thỉnh Ngài vô. Thì lúc đó cái ông đó mới nói rằng: Ngài còn nhớ tôi không? Tôi là cái người bạn đồng tu với Ngài, do đời trước biết làm lành, biết bố thí, biết công quả vân vân, cho nên đời này có cái phước được làm một người gọi là hưởng của cúng thí rất là nhiều. Nhưng mà bù lại á, do cái tâm sân hận cho nên đời này tôi đọa làm thần, thần rắn, cho nên mặt mày tôi xấu xí và ở cửa chùa để giữ cửa chùa thôi. Thì mới xin Ngài độ cho tôi. Thì Ngài An Thế Cao mới nói: Ngài có nhớ tôi hứa với Ngài không? Tôi hứa là khi ông mà bị đọa là tôi độ mà. Lỡ là lý do tại sao hôm nay tôi cập vô cái hồ này. Và lúc đó Ngài khai thị cho cái thần rắn đó. Và cuối cùng á, cái vị đó mới mất đi. Thọ mạng tôi chẳng bao lâu, thân hình to lớn xấu ác của tôi nếu chết e rằng làm ô uế sông hồ, nên định dời sang đầm Sơn Tây. Tôi chết đi sợ đọa vào địa ngục. Tôi có ngàn sắp lụa và các thứ bảo vật, xin Ngài nhận lấy để xây chùa tháp siêu độ cho tôi. Thì lúc đó Ngài An Thế Cao nhận để đem đi xây chùa, đúc tượng làm phước cho cái ông thần đó. Ngài mới nói: bây giờ ông xuất hiện đi. Thì nói: thôi tôi xấu lắm, tôi xuất hiện e Ngài sợ chết. Ngài mới nói: thôi xuất hiện phần thôi. Thì ra là con rắn mãng xà rất lớn, không biết mình dài bao nhiêu, chỉ thấy đầu cao đến gối. An Thế Cao liền đọc một bài kinh, nghe xong mãng xà buồn rã rơi lệ, giây lát liền ẩn. Sau đó An Thế Cao dọn lụa là tiền của để mà xây chùa. Khi đến dự chương, Ngài đem đồ vật của thần miếu vào xây chùa Đông Tự. Lúc An Thế Cao đi rồi, thần mạng chung tối đến, mọi người thấy có một thiếu niên quỳ trước Ngài An Thế Cao nhận lời chú nguyện, giây lát bỗng nhiên không thấy đâu cả. An Thế Cao nói với người chung thuyền: thiếu niên đó là vị thần ở tại hồ Cung Đình, nay đã thoát xác, tức là chết. Và sau này người ta thấy một con mãng xà rất lớn chết ở đầm Sơn Tây, đầu đuôi dài đến mấy dặm. Ngày nay ở tại Tầm Dương có một cái thôn tên là Xà Thôn, tức là con rắn ở cái tỉnh tên là tỉnh Tầm Dương đó, cái huyện Tầm Dương đó,
ở trong cái đầm đó có một con rắn chết, và người ta đặt cho cái thôn đó tên là Xà Thôn. Như vậy thì Ngài An Thế Cao, Ngài sang Trung Quốc, Ngài dịch kinh rất nhiều. Chúng ta có một danh sách khoảng 40 đề tựa do Ngài dịch, và những kinh đó còn lưu giữ ở trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán. Chỉ có một số được dịch ra tiếng Việt. Thì trong đó, trong những số dịch được dịch ra tiếng Việt, có cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này. Và nội dung của bài kinh này không phải trực tiếp Đức Phật dạy thẳng 8 điều, mà Đức Phật dạy rải rác ở trong các cái buổi giảng, rồi sau này chúng ta gom lại thành ra một quyển kinh mỏng, có tên là 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Cho nên khi quý vị mở kinh ra, quý vị không thấy cái câu mở đầu như thường lệ chúng ta đọc. Chẳng hạn thường lệ chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy câu gì? Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở tại đâu đó, nhưng mà bản kinh này không thấy. Mở đầu vô thì đại lượng đọc là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng và quán niệm về 8 điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Không thấy có 6 cái điều gì. Vì sao như vậy? Bởi vì kinh này được trích lại từ những bài kinh khác, gom lại để thành 8 cái điều chính yếu của một người giác ngộ. Thường thường người ta gọi là đại nhân. Hôm trước mình có học chữ đại nhân ngược lại với tiểu nhân đó. Thì chữ đại nhân là tượng trưng cho những người sống có cái tâm hạnh rộng lớn. Thì 8 điều giác ngộ đó Đức Phật nói cái gì? Thứ nhất là bây giờ mình giác ngộ cái gì nha. Một là mình phải giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Bởi vì nếu mình không giác ngộ cái này á, là mình ăn thua dữ lắm. Mình không có biết là mình đã sống nay chết mai. Lâu lâu Phật tử ở xa mà về nhìn lên bàn thờ, ủa cái chú Phật tử này tôi biết mà, tôi tới chùa đây tôi quen mà. Dạ đúng rồi, bây giờ ông lên đó. Để chẳng hạn như một Phật tử mình đang ở phía xa đó, nhiều vị chưa hay chú mất, giờ lên thấy cái hình của chú đó cái giật mình. Trời ơi, năm nào tôi qua đây ổng còn ra phi trường ổng đón tôi mà, ổng còn đi chợ thế này thế kia mà giờ ngồi đó. Cho nên mình phải thấy rằng thế gian là vô thường. Rồi chẳng những thế gian là vô thường mà rồi thấy cái gì nữa? Trong cái vô thường này nó có những cái gì nó vô thường? Quốc độ, chính trị thế nào cũng sẽ sụp đổ. Pháp Hòa ví dụ như đại chúng thấy không có một cái chế độ nào mà tồn tại hết. Một ở bên Mỹ là tổng thống chế độ có 8 năm mà, một nhiệm kỳ là 4 năm mà cao tay là một tổng thống chỉ ngồi được có 8 năm là phải xuống thôi để người khác lên. Rồi khi mà ông nào mà lên cái thì sao? Thay đổi, ít nhiều phải thay đổi cái nguồn máy làm việc với ông. Chẳng hạn như tỉnh Alberta mình, một bà thủ tướng tỉnh trưởng từ chức thì phải kiếm người khác lên thế tạm, rồi trong vòng bao nhiêu tháng đấy. Rồi bây giờ không cần biết bao nhiêu tháng mà ông khác mà lên là phải thay đổi. Cho nên phải nhớ là chính trị nào rồi cũng dễ sụp đổ. Trong khi đó thân ta thì là chỗ tích tụ tội lỗi, tâm mình là nguồn suối phát sinh tội lỗi. Bởi vì tâm mà muốn thì thân nó mới làm, cho nên tâm là nguồn tội, phải không? Thân là cái nơi tích tụ tội đó, quán chiếu như vậy đó. Điều giác ngộ thứ nhất là quán vô thường. Điều giác ngộ thứ hai là ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ít ham muốn thì sung sướng. Chân lý không? Bất cứ hình thức tham nào, có cái điều là mình tham thiện, tham lành hay là tham không lành thôi. Không, mà ví dụ như mình tham niệm Phật cũng là một hình thức tham, nhưng mà cái này tham hướng thượng. Tham hướng thượng tức là tham tốt. Nhưng mà nếu mà tham niệm Phật mà không hiểu cách tham đó, thấy ta niệm hơn cái thấy quýt là trật. Cho nên trong khi mình tham tốt cũng cẩn thận, tham làm thiện cũng tốt đó, nhưng mà cẩn thận coi chừng
cái tham làm thiện nó thấy người ta làm hơn cái ganh. Thì trong nhiều khi, trong khi làm thiện mà không khéo thì nó sanh cái tật khác là tật ganh tị. Cho nên Ngài mới dạy điều thứ hai là phải giác ngộ rằng ham muốn nhiều thì khổ càng nhiều. Người ít ham muốn thì thân tâm tự tại. Điều đó chân lý thôi. Thí dụ như giờ mình ham con nhiều thì mình cũng khổ nhiều theo con nhiều. Ham chùa lớn thì cũng phải khổ theo cái chùa lớn. Ham đệ tử đông thì cũng phải khổ theo đệ tử đông. Một đứa thì nó độc tôn, mà hai đứa thì nó cự, mà ba đứa thì thành đảng phái. Hai nó thắng ba, hai nó thắng một. Cho nên cái nào nó cũng có. Ở thế gian là phải vậy. Cho nên cái người tu là phải giác ngộ từng giây phút những cái chuyện đó, để chúng ta thắng lại, dừng lại kịp những cái lúc mà tham, mà chúng ta bị cái khát lấn. Điều thứ ba là chúng ta phải giác ngộ rằng tri túc là căn bản để vui nghèo mà giữ đạo. Tức là nhiều khi nói như vậy, nói cái đa dục là khổ thì Phật không muốn mình bị hiểu lầm. Phật nói trời ơi, muốn nhiều khổ nhiều, thôi giờ tôi buông xuôi hết, tôi không muốn gì nữa. Phật không biểu vậy nha. Mà cái Phật nói là thiểu dục. Rồi cái thứ hai là Phật dạy mình tri túc, tức là sao? Biết đủ. Biết đủ thì không có nghĩa là không cho mình tiến bộ. Như mới rồi đây, con em còn trẻ lắm nhưng mà làm việc rất thành công. Thì em lên em hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con đang phát triển sự nghiệp mà con tin rằng cái sự nghiệp này con phát triển tốt, mà giờ nếu mà con làm vậy không biết con có bị Phật rầy con là không có biết đủ không? Không. Em có khả năng làm được cái gì thì em phát triển em làm. Ở đây là Phật chỉ dạy chúng ta nhớ là đừng làm cái gì ngoài cái khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói mình bệnh, nói về khả năng ăn đi. Mình bệnh mình ăn được chén cơm, nhưng mà hôm nay cô ngon quá, ăn ba chén, ăn vô ngồi thở, thậm chí đường lên hay là máu lên gì đó. Thì cái đó là mình, ai cấm mình ăn đâu, nhưng mà phải tri túc. Ăn đủ thì nó ngon, mà ăn lố thì nó khổ. Cho nên khổ ở chỗ đó. Đa dục là khổ, ham muốn là khổ. Tại sao ngon thì lát ăn nữa chứ có sao đâu. Nhưng mà sợ hết, cho nên mình ăn quá lố. Mình nói một chút nữa thôi. Rồi bây giờ mình nói bệnh. Bệnh mình thấy uống viên thuốc sao thấy khỏe quá, chắc hai viên hết luôn rồi. Cho nên uống hai viên vô mà biết nó, hẻ hai viên là nó quá liều. Hôm rồi Pháp Hòa ho một tháng trời không hết, đi giảng mà nó cứ ho miết thôi. Thì cái chị Phật tử chị thấy tội quá, chị mới dẫn lên bác sĩ. Ông bác sĩ cho hoài chai thuốc ho mà nó cực kỳ nó mạnh mà mình đâu có biết. Pháp Hòa nghĩ trời, ba cái thuốc nước này muỗng chắc không thấm béo gì đâu, làm luôn hai muỗng. Trời ơi, tối đó nó bóp tim, nó thắt tim, thở không được. Ngồi dậy mà cái người mình nó khó chịu vô cùng. Pháp Hòa đem cái chai thuốc về quảng cáo cho mấy Phật tử mình, ai uống vô cũng la làng hết trơn. Cực mạnh. Thì như vậy là mình, người ta dặn rõ ràng trong đó là nửa muỗng hay một muỗng. Pháp Hòa nghĩ rằng hai muỗng đi, mà thiệt hai muỗng vô đêm đó muốn chết luôn. Cho nên thiểu dục tri túc. Thì quý vị nhớ chữ tri túc Phật dạy không có nghĩa là chúng ta làm quá đáng. Chúng ta cứ làm theo khả năng của mình. Thứ ba, thứ tư là gì? Tinh tấn để hàng phục ma. Chúng ta có bốn thứ ma, mà trong đó có một cái, quý vị biết không? Tử ma nè, ngũ ấm ma nè, thiên ma nè, phiền não ma nè. Nội con ma phiền não thôi là nó cũng làm cho mình khổ sở rồi, đừng có nói ba con ma khác nữa. Thì trong đó có một con thiên ma. Thiên ma là con gì? Thiên ma tức là cái con này nó luôn luôn, con ma này luôn luôn nó nói những cái lời rất là ngọt để làm cho mình lui sụp. Ví dụ sáng ra mình chuẩn bị đi tu bát quan trai, nhưng mà trời thì ôi ôi mưa lạnh lạnh, mà mình cũng hơi nhức nhức cái đầu, cái mình cũng đang lưỡng lưỡng không biết đi không ha. Cái ma kia nó nhào vô điện nói thì thôi, lỡ không tu rồi thì thôi kỳ sao đi, thấy không? Tu thì chừng nào tu cũng được, lỡ đi bệnh về là ai lo. À, nó nói vậy cái mình nghe cũng có lý ha.
Cái con thiên ma đó nó nói vậy đó. Hay là bây giờ mình buồn phiền chuyện gì đó thì cái con thiên ma nó nói đi làm chi cho phiền não, đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, ở nhà lại Phật mình cũng được chứ, đi vô đó làm chi rồi cho nhiều phiền não. Cho con thiên ma nó rút. Thiên ma tức là một ma trời, mà ma trời là nó có cách nói, bởi vì nó là ma trời cho nên nó bài bản, nó đủ lắm. Thấy không? Cho nên nó chính nó như vậy, cho nên nó làm cho cái con đường tinh tấn của chúng ta bị lui sụp. Rồi thí dụ như bây giờ mình đau chân đau cẳng gì đó, ta nói thôi đi làm chi, vô trong đó rồi á, hồi nào giờ mình làm được việc, bữa nay làm được việc, ngồi đó để tụng kinh rồi ăn cơm kỳ chết cả nhà. Mà trong khi đó người ta vì cái người bệnh, người ta làm ghế làm đồ cho ngồi. Bệnh thì tu theo bệnh, khỏe thì mình tu theo khỏe, có gì đâu phải ngại ngùng. Nhưng mà con ma kia nó cũng nói, nó nói vô đó ngồi, ai người ta cũng ngồi đất, con mình thượng lên trên, mình muốn làm thượng tọa, nó không cho. Thiên ma, chưa nói là phiền não ma. Cho nên ở trong này mới nói mình phải siêng năng tinh tấn để vượt con ma. Bốn thứ ma. Điều giác ngộ thứ năm là phải biết rằng trí tuệ là căn bản để chuyển hóa mê lầm. Sở dĩ chúng ta mê lầm là do chúng ta không có tu tập, không học hỏi thì trí tuệ nó không sinh. Có một cái anh đó, trong vòng tháng nay nghe pháp thôi mà trời ơi thích lắm, nói từ xưa đến giờ con sống con cứ nghĩ là con sống vậy là đúng là hay. Tự nhiên mấy tháng nay con nghe pháp quý thầy giảng, bây giờ con thấy trời ơi cái biết của mình đó nó không là bao nhiêu với cái biết mênh mông của Phật pháp hết. Thì Pháp Hòa mới nói đó anh thấy không, à mới nói trời bây giờ con công nhận nó nghe pháp mình mở mang nhiều. Pháp Hòa nói đúng rồi, văn chỉ là một con đường để mở tuệ, nhưng mà phải nhớ là phải tư duy là con đường thứ hai để mở tuệ. Nghe xong rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi làm, gọi là văn tư tu. Bây giờ người ta nói tôi muốn có trí tuệ, làm sao có trí tuệ? Thì quý vị cho người ta công thức. Người muốn có trí tuệ phải đi theo ba điều: một là phải nghe, hai là phải suy nghĩ, ba là phải tu tập. Trí tuệ nó phát sinh. Điều giác ngộ thứ sáu là bố thí để cứu độ chúng sanh. Bồ Tát là phải bố thí. Mà trong đó các vị Bồ Tát đó, người ta hay lắm đó. Người ta do ý thức mà người ta làm. Thí dụ như cái điều giác ngộ thứ sáu nè, điều giác ngộ thứ sáu là phải giác ngộ rằng chính vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều oán hận và căm thù. Các bậc Bồ Thế Bồ Tát biết thế cho nên bố thí. Cũng giống như con mình ở nhà đó, sở dĩ mà bây giờ nó tham lam do chúng ta không biết cách. Một là chúng ta không bao giờ cho nó tiền. Chính vì không cho nó tiền cho nên nó có nhu cầu, nó muốn xài tiền. Cho nên giờ vì nhu cầu tuổi lớn, thanh niên lớn đi học, thấy bạn bè mua sắm mình không có tiền, bắt đầu sanh ra cái tật gì? Ăn cắp. Bởi vì thấy cha mẹ để tiền ở đâu là lấy. Rồi hoặc là ngược lại, khi nó còn nhỏ mình cho nó quá nhiều tiền nó phung phí, cho nên xài quen giờ dừng không quen. Mà khi dừng không quen rồi thì sao? Cái nhu cầu xài quá lớn, cái bắt đầu phải làm gì? Phải ăn cắp. Mà ăn cắp mà không được nữa thì phải hành hung. Chẳng hạn mới đây có cái chuyện là cái anh chàng đó, ảnh phung phí tiền bạc nhiều quá do cha mẹ cho. Bây giờ cha mẹ thấy muốn chỉnh đốn anh này, phải cúp lương ảnh. Cho nên giờ bớt tiền ảnh lại, anh không đủ xài, cái anh giết hai ông bà luôn. Giết xong rồi không biết làm sao thanh toán, anh phải chặt ông bà ra từng khúc. Rồi anh mới sợ là người ta phát hiện, cho nên anh để gia vị vô anh ướp, xong anh dục thùng rác để cho người ta nghĩ như là mấy cái thịt nướng, thịt đồ để mà ăn thôi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều đạo tặc, oán thù. Nghèo quá thì con người sanh. Cho nên các vị Bồ Tát người ta biết thôi bây giờ đừng có, mình cứu họ giàu thì không thể làm được, nhưng mà cho họ đủ ăn để họ đừng có sanh cái tật. Cho đủ ăn, thí dụ như cái quý vị thấy không, cái người mà nó đói quá thì
Cái người mà có xấu tánh đói gì, đói quá cái bắt đầu xấu tánh, thấy ăn mà không biết nhường, không biết chia sẻ, thí dụ vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta bố thí để mình, để mà đừng có để cho cái tệ nạn gọi là của chúng sanh nó sanh, mà để cứu độ. Cái thứ bảy là phải giác ngộ rằng trì giới là căn bản để chế những cái dục vọng. Ngày hôm qua trong cái khóa thiền của người Mỹ, họ mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao để mà tu giữ giới. Thì Pháp Hòa có nói với họ là cái giữ giới của nhà Phật có hai cách. Một là anh không làm cái điều xấu, bên cạnh đó đó anh ráng làm cái lành. Thí dụ như anh không ăn cắp, nhưng bên cạnh đó anh tập cho. Cho để làm gì? Cho để mà cái tâm mình nó rộng và bớt cái tham. Anh không sát sinh, nhưng mà bù lại anh phóng sinh. Anh không ăn cắp, nhưng mà anh bố thí. Anh không nói dối, nhưng anh nói lời thành thật. Anh không có nói những lời thô ác, mà phải nói lời dịu hiền. Và cái trường hợp đó nhà Phật gọi là gì biết không? Chỉ trì, tác trì. Mấy cái từ này là mình học hoài, nhưng mà nhắc lại vẫn thấy mới. Chỉ trì tức là hành, phải giữ những cái điều đó không làm. Nhưng mà ngược lại cái thiện phải làm, cho nên phải tác trì. Trì là giữ, tác là làm. Phải giữ cái sự việc mà mình cần làm, đó là tác trì. Chỉ trì tức là giữ những điều mình phải dừng, phải ngăn cấm. Trì là giữ, chỉ là dừng. Ví dụ dừng ăn cắp, nhớ giữ cái đó, giữ cái chuyện đừng ăn cắp. Và nhớ giữ cái việc cần làm là chia sẻ bố thí. Điều thứ 8 là phải tu đại thừa để phổ độ chúng sanh. Tức là phải sắm xe lớn, mua xe van để dành chở Phật tử đi chùa. Đại thừa là gì? Đại thừa tức là mình, cái tâm mình phải mở. Tâm mình phải mở, cứu một người cũng được. Pháp Hòa ví dụ như thế này nè. Ví dụ như mình đem một miếng bánh, thì mình mới nói thôi ít quá mình ăn, chia sẻ cũng không đủ nhiêu. Thay vì mình khởi cái tâm đó, mình khởi tâm khác. Bây giờ mình đem được miếng bánh chia đủ hai, thì thôi cứ chia hai, rồi người khác người ta đem hai thì người ta chia nữa. Rồi mình cứ nghĩ chia hai cái nó kỳ, người có người không, thôi mình ăn. Thì mãi mãi cứ tiểu thừa. Mình ví dụ, cái ví dụ đó để tự nói cũng giống như có nhiều người nghĩ thôi tôi không dám độ ai, không dám giúp ai hết á, tôi chỉ lo phần tôi thôi. Thấy không? Cho nên quý vị nhớ không, một cái bài văn phát Bồ Đề Tâm mà Tổ Thật Hiền nói, phát tâm có mấy thứ? 8 thứ hồi sáng mình học đó, mình đọc đó. Tà với chánh nè, trơn với ngụy nè, đại với tiểu nè, thiên với viên. Tà, chánh, trơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Rồi lấy 4 bỏ 4. Lấy chánh bỏ tà, lấy chân bỏ ngụy, lấy viên bỏ thiên, lấy đại bỏ tiểu. Trở lại cái này là bát đại nhân giác, tức là Phật dạy 8 điều. Rồi cái bài văn thứ 2 ấy, gọi là gì? Gọi là phát Bồ Đề Tâm văn. Xin thưa đại chúng, ngài Thật Hiền á, ngài không có thọ. Tuổi thọ của ngài Thật Hiền có 49 tuổi à. Nhưng mà ông tu đến mức là khi ông mất đi, người ta tôn làm tổ. Ngài tu niệm Phật. Trong cái hệ thống tổ của Trung Hoa, mà tổ về tịnh độ đó, của Trung Hoa đó, có 13 vị. Bắt đầu từ ngài Tuệ Viễn, và người cuối cùng là ngài Ấn Quang. Và ngài Thật Hiền là tổ thứ 11 của 13 vị tổ tịnh độ. Ngài Thật Hiền á, ngài soạn một cái nghi thức để mà lại sám hối và lãnh lễ xá lợi Phật. Thì trong cái pháp hội đó, ngài mới viết cái lời văn này để đọc lên, khuyến cáo, khuyến tấn đại chúng. Bây giờ cái tựa của ngài là
khuyến phát tâm bồ đề. Hay là mình cái nguyên văn là văn là khuyến phát bồ đề tâm văn. Và bây giờ tiếng Việt mình dịch là văn khuyến phát tâm bồ đề. Tại sao mà ngài lại khuyến? Mình có tâm không? Có, mà chưa phát thì phải khuyến phát. Bởi vì mình chưa phát cho nên ngài phải khuyến khích mình phát. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy ha. Mình thấy người bạn của mình đó khổ quá, mình thăm xong mình biết cái người này chưa biết niệm Phật đi chùa, mình khuyến người ta đi chùa ngay thôi. Trời ơi, chị ở nhà chị buồn, chị đi chùa với tôi ngày Chủ nhật. Khuyến người ta đi chùa được buổi là khuyến phát. Người này chưa phát bởi vì họ buồn mà không biết làm sao hết buồn, ở nhà buồn hơn, ta rủ vô chùa tụng thư kinh đi. Thôi chị đi tu với tôi, người ta tu 24 tiếng, chị tu nửa ngày cũng được, tu 24 giờ, ta tu 12 tiếng. Người ta chưa phát, mình khuyến cho người ta phát. Người ta chưa biết ăn chay phải không? Mình tình nguyện nấu chay cho người ta ăn luôn, ăn nguyên ngày đó. Cho nên mình có chứ không phải không có, nhưng mà tại vì chưa phát cho nên mình phải khuyến phát. Cho nên tổ cũng thế, tổ thấy mình cũng có tâm đó chứ, nhưng mà tại vì mình chưa phát cho nên tổ phải hy sinh. Tổ khuyến mình, nhưng mà tổ là người khiêm cung quá. Chính ngài khiêm cung quá cho nên cái lời mở đầu của ngài mình nghe xong cái mình cũng thán phục. Thật hiền tôi, đó là ngài tự xưng mình đó. Tôi tên là Thật Hiền. Chữ thật hiền là gì? Là hiền thật chứ không phải hiền giả. Còn mình bây giờ mình giả bộ hiền hiền chứ không hiền. Thật hiền tôi, ngài tự xưng thật hiền tôi là một kẻ bất tiếu phàm phu. Phàm phu là cái người bình thường. Bất tiếu, chữ bất tiếu là gì biết không? Là cái người không có học. Cái người mà xin lỗi mình nói theo bây giờ là tôi là người đần độn, tôi là người không biết gì hết. Nhưng mà đâu có phải ngài không biết không? Có phải ngài thật sự không biết không? Đâu phải vậy. Nhưng mà cái người khiêm cung. Thật hiền tôi là một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, vừa lạy mà vừa khóc, chứ không phải khóc không hay lạy không nữa, vừa khóc vừa lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thời vĩ lai. Xin quý vị thương xót gia tâm một chút mà nghe và xét cho. Xin quý vị nghe tôi mà suy nghĩ dùm, chứ đừng nghe tay này lọt qua tay kia. Ngài biết tật của mình hết trơn, ngài lòn vô câu chặn mình lại. Đừng nghe tay này qua tay kia mà xin quý vị nghe và xét cho. Đó, cái lời mở đầu thôi thì mình thấy rằng cái tâm của ngài tha thiết đến mức nào. Rồi bắt đầu ngài mới nói cái câu mà Pháp Hòa thích, mà Pháp Hòa hay nói với đại chúng ấy. Tu hành đó là tâm phải phát, nguyện phải lập. Mình phải để hai câu đó trong tâm nha. Tâm mình phải phát, nguyện mình phải lập thì việc mình mới thành. Ví dụ mình ấy, tôi phát tâm ăn chay, phát tâm nguyện lập 1 tháng 2 ngày thì nhất định phải 1 tháng 2 ngày, chứ không có nói là Phật cho con hoan hỷ cho con tháng này con kẹt đi đám cưới. Tháng này con bận đi đầy tháng thôi nôi gì đó. Tâm phải phát, nguyện phải lập, việc mới thành. Ngài mới nói nè, cái cửa chính yếu đi vào đạo thì sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn thiết của tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì chúng sanh độ nổi, tâm phát thì Phật đạo được thành. Cái tâm quảng đại không phát, cái nguyện kiên cố chẳng lập, thì dẫu trải qua đời kiếp nhiều như cát bụi cũng y nhiên vẫn ở trong phạm vi luân hồi. Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc.
cực khổ lắm, nhưng mà không có được kết quả gì hết đó. Bởi vì tâm không phát nguyện không lập. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nữa là tôi phát tâm làm Phật sự, phát tâm làm Phật sự, nguyện phải lập nha, phải nhẫn nại để thành tựu Phật sự. Cho người ta có khen, có chê, có nói cái gì nói, nhưng mà mình không vì những cái đó mà mình lui sụp cái Phật sự của mình, thì Phật sự mới thành. Thì quý vị để ý, nếu mà mình làm Phật sự mà mình cứ sống theo cái khen chê mỗi ngày là không gì mình xong hết đó. Bởi vì có ai thuận với mình mà ai đâu, cho nên mình phải thấy cái việc của mình. Thì đại khái là cái rồi sau đó Ngài mới nói tại sao phải phát tâm. Ngài mới đưa mấy lý do, ai đọc mà sáng nhớ không? 10 cái lý do. Lý do nào mình phải phát tâm? Ở trang số 16 đó, lý do nào mình phát tâm thì có 10 thứ lý do để phát tâm. Một là nhớ ơn nặng của Phật, hai là nhớ ơn của cha mẹ, ba là nhớ ơn sư trưởng, bốn là nhớ ơn thí chủ, năm là nhớ ơn chúng sanh, sáu là nhớ khổ sanh tử, bảy là trọng tánh linh của mình, tám là sám hối nghiệp chướng, chín là cầu sanh tịnh độ, mười là làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài. Đó là 10 lý do để chúng ta phát tâm tu học. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một chút xíu ha. Niên hiệu Ung Chánh thứ hai, Ung Chánh tức là đời bên nhà Thanh á, vua Ung Chánh á, ngày mùng 8 tháng Chạp, đại sư bảo chúng rằng tháng 4 sang năm ta sẽ đi xa, rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật 10 muôn câu. Sang năm tức là ngày năm sau đó, ngày 12 tháng 4, đại sư bảo môn đồ rằng từ đầu tháng đến nay ta đã hai then thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc vãng sanh. Nói xong ngài làm kệ từ giả đại chúng. Qua hôm sau, đại sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi yên lặng hành đến canh năm, tắm rửa thay áo. Bữa ấy tức là ngày 14, gần giờ ngọ, đại sư nhắm mắt ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt nói: tôi về cực lạc, không bao lâu nữa sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật. Dặn dò xong, chắp tay hương sướng hồng danh Phật rồi thị tịch, thọ 49 tuổi. Ngài là tổ thứ 11 của Tông Tịnh Độ. Ngài viết cái bài phát Bồ Đề Tâm này. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày Pháp Hòa mới vừa vào trong chùa tu á, thì thầy viện chủ á, là cái người lấy cái bản này ra đọc cho Pháp Hòa nghe. Thưa đại chúng á, là khi mà Pháp Hòa đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, cái bản dịch chúng ta đang có đây là của Hòa Thượng Trí Quang dịch, thì Ngài mới nói rằng á, Ngài đã mấy lần muốn dịch nhưng mà chưa dịch. Thì có một đêm nọ, Ngài nằm chiêm bao, Ngài thấy tăng chúng ngồi hai hàng tụng cái bản văn này. Ngày hôm sau Ngài quyết định Ngài dịch. Bởi vì giống như Pháp Hòa vậy đó, Ngài định dịch nhưng mà chưa dịch. Khi mà nằm chiêm bao thấy đại chúng trong giấc chiêm bao, Ngài tăng tục ngồi tụng cái bản này, thì Ngài bắt đầu dịch. Ngài có viết lại trong cái bản lời tiểu dẫn này. Thì Pháp Hòa cũng vậy, muốn in cái bản này để cho đại chúng tụng mà chưa làm. Mình cứ việc này việc kia nó tới rồi nó làm cho mình không quyết tâm. Khi mà thấy đại chúng ở Phật Quang Sơn bên Đài Loan tụng cái bản văn này, cái tự nhiên nó khuyến tấn mình lên. Nó làm cho mình hăng hái là phải thực hiện cái việc này. Rồi bây giờ đến cái bản văn thứ ba là văn cảnh sách. Thì cái tên tiếng Hán nó là Quy Sơn Cảnh Sách. Thật ra cái vị tổ viết cái lời này không phải tên là Quy Sơn, Ngài tên là Linh Hữu. Nhưng mà bởi vì Ngài ở núi Quy cho nên đặt là Quy Sơn Cảnh Sách. Ngày xưa người ta không có dám gọi ngay cái đạo hiệu của quý Ngài. Thường thường người ta lấy tên núi, tên chùa người ta gọi, chứ người ta không dám gọi thẳng. Chẳng hạn như là Ngài Huyền Giác á, Ngài ở Vĩnh Minh cho nên gọi là Tổ Vĩnh Minh.
À, Vĩnh Gia chứ, xin lỗi, tổ Vĩnh Gia. Cho nên thường ta nói Vĩnh Gia Huyền Giác đó, ta nói chung vậy đó. Vĩnh Gia là cái nơi ngài ở. Thì cái bản văn này á, là cái lời của tổ Quy Sơn, ngài viết lại để mà khuyến tấn. Thì ngài Linh Sơn á, sanh năm 771, tịch năm 853. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài là đệ tử của ngài Bát Trượng Hoài Hải. Ngài Bát Trượng đó quý vị có biết không? Tổ Bát Trượng đó, tổ Bát Trượng Hoài Hải là thầy của ngài Linh Sơn, ngài Quy Sơn. Và ngài Quy Sơn á, là thầy của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Hai thầy trò, thầy là Quy Sơn, đệ tử là Ngưỡng Sơn. Hai thầy trò lập một cái tông phái riêng, đặt là Tông Quy Ngưỡng. Quý vị có biết không, trong dòng thiền Thiền Tông đó, ở Trung Hoa đó, chúng ta có một cái danh từ gọi là Ngũ Gia Tông Phái hay là Thất Tông. Thì trong đó đó có năm cái tông. Ngưỡng một là Quy Ngưỡng. Quy là tên của ngài Quy Sơn, Ngưỡng là của ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Hai thầy trò lấy hai chữ ráp lại là Ngưỡng Sơn, Quy Ngưỡng, dòng Quy Ngưỡng. Một là Quy Ngưỡng, hai là Lâm Tế, ba là Tào Động, bốn là Vân Môn, năm là Pháp Nhãn. Năm cái dòng thiền. Rồi sau này thêm hai phái nữa là phái Dương Kỳ và phái Hoàng Long. Cho nên người ta gọi là Ngũ Gia Thất Tông. Ngũ Gia tức là năm cái dòng phái thiền của Trung Hoa. Rồi sau này cộng thêm nữa hai nữa, cho nên gọi là Thất Tông. Thì ngài Quy Sơn á, đệ tử của ngài Bát Trượng Hoài Hải. Một hôm á, ngài Bát Trượng á, mới gọi ngài Quy Sơn tới, nói rằng ông đến cái lò có tro đó, ông mồi cho tôi miếng lửa. Thì ngài Quy Sơn đến nhìn hoài không thấy lửa, mới đến nói với bà tổ, nói với bạch tổ, trong tro không có lửa. Ngài Bát Trượng mới đến khơi cái đống tro đó ra, cầm lên một cái cục lửa, gấp lên một cái cục lửa nhỏ nằm trong, hỏi cái này là cái gì đây. Thì ngay lúc đó ngài Quy Sơn ngộ đạo. Thì người ta mới hỏi chứ bây giờ á, ngài Bát Trượng hỏi vậy là hỏi làm sao mà cái câu chuyện vậy mà ngộ cái gì. Thì nó có hai cách giải thích. Thường thường á, các vị tổ ta ngộ là chấm hết thôi, còn cái chuyện sau này mình là cái người sau là hay thích gọi là bà tám á, tức là mình giải thích thế này thế kia, chứ còn các ngài hiểu gì mình cũng đâu biết đâu. Nhưng mà cái mình tạm nhận, bởi vì ngài Bát Trượng mới hỏi là lấy tro trong đó ra. Thường thường á, con người mình nó cứ nhìn cái bề ngoài mà nghĩ mình không có. Thí dụ như đấy, chị thấy tôi không? Giờ tôi đâu biết giận hờn gì nữa. Nhưng mà thật sự có không? Có. Thử ai chọc coi biết. Thì như vậy thì đừng nhìn cái đống tro. Ngài Quy Sơn thì sống theo cái thường, tới nhìn đống tro cứ nó không có lửa. Nhưng mà ngài Bát Trượng thì xơi cái đống, lấy cái đống tro ra thì ở ngầm ở trong cái đống tro nó có lửa. Quý vị hiểu ý không? À, nhưng mà ở một cái mặt khác là ngài muốn hỏi rằng chúng ta có Phật tánh không? Dạ thưa có. Ở sau cái đống tro đó có Phật tánh, tức là có lửa. Giống như mình vậy đó, hỏi chúng ta có Phật tánh không, tức là bây giờ mình nói đơn giản là anh có lòng từ bi không? Dạ có. Tôi thấy người ta khổ tôi biết khóc, tôi biết cảm, tôi biết thương, tôi biết lấy tiền tôi cho. Như vậy lòng từ bi mình có chứ. Thì ý của tổ muốn nói á, là cái mà chân thật ở trong con người mình nó có, nhưng mà tại mình cứ nhìn mình không có chịu khơi nó lên thì làm sao nó có được. Cái ý là vậy. Chứ chưa mà thường thường hồi xưa người ta kể chuyện thiền, người ta không có giải thích. Câu chuyện tới đó ngang hết à. Giống như Phật cầm cái hoa sen lên, Phật mỉm cười. Rồi cái ngài Ca Diếp cũng cười theo Phật, còn dưới này gọi nó what happened, what happened.
Chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ có Phật với Tổ ăn ý với nhau cười thôi. Cũng giống như mình giờ, hai người chơi thân đang nói chuyện gì hiểu nhau, còn người khác đi ngang thấy cười không biết, trời ơi chắc hai người đó lén tôi sao, tự nhiên thấy tôi tới cười hay thấy tôi tới im, thí dụ vậy. Cho nên đó, Ngài Quy Sơn á, Ngài có viết một cái bài gọi là, bây giờ cái lời cảnh sách này trong đó nói gì, và cái lời rất là hay. Ở trong đó nói về những cái sự vô thường và quở, tức là đôi lúc Ngài trách mình đó, có những cái việc mình làm nó không đúng. Nhưng mà sau đó Ngài cũng khen, Ngài cũng nói rằng mình cũng có những cái hay của mình, nhưng mà cố gắng phát triển thêm về cái phần khác. Thí dụ như bây giờ mình có cái tâm là Ngài không có muốn mình đã sanh cái tâm kinh thường, riết rồi cái mình không có biết tôn ti trật tự, cho nên Tổ mới quở mình sao? Bà La Môn tụ hội vô thù, mình đâu phải là giống như Bà La Môn đâu, tụ họp rồi cái ngồi không có trật tự. Tụ hội vô thù tức là ngồi không có thứ lớp, tụ tập họp lại một cách mà không có lớp lan. Ngài quở nhiều thứ, nhưng mà sau đó rồi thì Ngài cũng khen, thì Ngài khen mình thấy không, mình là cái người gọi là có cái đường đường tăng tướng, tức là nhìn mình có cái tướng tu đẹp lắm. Thì nói tóm lại là cái bài văn cảnh sách này là lời nhắc nhở của Tổ Linh Hữu, Ngài ở núi Quy, cho nên chúng ta gọi là Quy Sơn. Lời nhắc nhở của Tổ ở núi Quy. Pháp Hòa nhớ hồi Pháp Hòa mới vô tu á, thì Pháp Hòa biết rằng cái người xuất gia là phải học thuộc 4 bộ luật của Sa Di. Thì trong đó có Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Thì cái cảnh sách này là một trong những cuốn phải thuộc lòng. Thì cái thời gian Pháp Hòa được học thuộc lòng quyển này là ở trên xe bus. Cứ sáng đi học là cầm cái cuốn này bỏ một giỏ, trong khi đứng chờ xe bus là mở ra đọc. Đọc ví dụ như phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Đọc xong cái mình đọc cái lời dịch, coi coi cái câu đó mình hiểu. Mới đầu mình đọc xong tiếng Hán thôi, rồi mình tự mình hiểu coi cái câu đó mình hiểu làm sao. Xong rồi mình mới đọc lại cái bản dịch để coi coi mình đã hiểu bao nhiêu phần trăm của cái bản dịch đó, thế đúng như cái lời dịch, đúng như cái nghĩa của nó. Mới cái cách đó là cái cách mình thử nghiệm tiếng Hán của mình. Mình đọc xong rồi mình muốn mình suy nghĩ coi mình hiểu sao về câu này. Rồi xong rồi mình mới coi lại bản dịch coi nãy giờ mình hiểu cái nghĩa nó có đúng vậy không. Cho nên dễ thuộc lắm. Cái bài văn này rất là dễ thuộc, đọc từng đoạn mà đoạn nào cũng rất hay. Thí dụ như một cái câu Tổ dạy mình là đừng có bao giờ khinh thường mình, phải nghĩ rằng mình có khả năng làm được. Cho Tổ mới nói có một câu như thế này: Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ. Người kia là trượng phu thì ta đây cũng được như vậy. Thì nói là người kia thành tựu được, tại sao người ta ăn chay được mình ăn không được? Trời ơi, chỉ cái ăn thôi mình thắng không được là mình làm sao mình làm việc lớn. Cái là người ta ăn được mình ăn được, ví dụ vậy đó. Bỉ ký người ta tu được là mình tu được, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ. Thì đó, thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng ba cái bản văn mà mình đã in thành tập, lâu lâu chúng ta mang ra chúng ta trì tụng. Quý vị, nếu quý vị nào thích thì quý vị cũng có thể thỉnh để đem về, thỉnh thoảng mình đọc tụng lại để mình không có quên những cái lời của Tổ dạy, để sắp tấn mình trên bước đường tu. Thí dụ bây giờ mình đi chùa, mình làm Phật sự hay mình tu đó, có một lúc nào đó mình phát tâm cái mình quên, mình nhớ 10 cái lý do phát tâm, lấy một lý do nào đó để nâng đẩy mình đi lên. Thí dụ như giờ thôi mình tu là báo ơn cho Phật. Rồi mình đọc coi tại sao báo ơn Phật là sao, Phật đã khổ hạnh như thế nào để tìm ra con đường này mà ngày nay mình tu sao lờ mờ quá. Hay là nhớ ơn cha mẹ sinh mình ra, Tổ mới nói đó, 3 năm bú mốm bồng ẩm gì đó nghe, cha mẹ nhường cho mình cái chỗ ướt cha mẹ nhường cho mình cái chỗ ráo để cha mẹ nằm cái chỗ ướt. Nhớ cái đó cái tự nhiên mình phát tâm. Thí dụ vậy, cho nên Pháp Hòa rất là thích. Một khi mà mình
có 10 cái đề mục này rồi á, thì nó giúp cho mình, thí dụ hôm nay mình vì lý vì cái này mình ráng cái kia. Cũng giống như mình đi về nhà mệt quá rồi, mà bây giờ con mình đói bụng, mà nếu mình không nấu á, thì nó ăn ở ngoài mình sợ nó bệnh, thí dụ vậy. Cứ vì con mình cái mình chịu khó mình nấu cho nó ăn bữa. Thì cuộc đời thì cũng vậy. Ngài mới dạy mình á, vì cái khổ sanh tử mà chúng ta phải tu. Hồi sáng này mình đọc một câu, quý vị nhớ không? Ngài nói một câu như thế này, Ngài thực hiện đó. Sự thoát vỏ của một con rùa nó còn dễ hơn là một con người mà phải thoát ly sanh tử. Trời ơi, con rùa là cái mu nó dính với cái thế, mà nếu mà nấu nóng nó quá, nó lột, nó cố nó vuột khỏi cái mu, cái vỏ của nó. Mà Ngài nói nó thoát như vậy đó mà vẫn dễ hơn mình thoát ly sanh tử, thì mình mới biết cái chuyện sanh tử nó ghê gớm đến chừng nào. Rồi Ngài mới nói á, thì giờ dễ qua mà khó kéo lại. Cái phước của mình á, dễ mất mà khó kiếm. Cái thân của mình á, khó được mà dễ mất. Quý vị thấy cái thân dễ mất không? Khó được lắm. Chẳng hạn Pháp Hòa ví dụ ha, lúc mà một đứa nhỏ nó nằm trong bụng mẹ coi, nếu người mẹ mà không cẩn thận là mất đứa con như chơi. Cho nên vì muốn giữ được đứa con, cho nên người mẹ phải thật là cẩn thận không để mất. Rồi ráng sanh nó ra, xong rồi dưỡng nó, trời ơi, nuôi nấng dạy dỗ, thậm chí sợ hư mà làm đủ thứ trò để mà nó ở trong cái tốt hết. Nhưng mà nếu mà nó bất cẩn một cái thôi thì nó chết trong vòng tích tắc. Thân mạng mình cũng vậy, mình giữ đủ cách hết á, nhưng mà mất cũng dễ dàng chứ không có khó. Uống lộn thuốc cũng có thể chết, rồi tai nạn cũng có thể mất. Đủ thứ cách để mà chúng ta có thể mất được. Cho nên Ngài nói những cái câu đó nó rất là hay. Cho nên thưa đại chúng, mình đọc một lần không có thấm đâu. Những cái lời này đọc cả đời, để trên đầu nằm của mình, lâu lâu mở ra đọc vẫn thấy hay như thường. Cho nên đối với Pháp Hòa, những cái quyển này nó quý lắm, và Pháp Hòa lâu lâu cứ mang ra đọc như một sự nhắc nhở chính mình. Và hôm nay Pháp Hòa làm được cái quyển này để cho chúng ta cùng tụng, đó là một niềm vui trong năm này khi mà mình làm được. Cũng giống như Pháp Hòa làm được cái quyển Ăn Quá Đường bằng hai thứ tiếng đầy đủ vậy, Pháp Hòa rất là vui. Những cái việc nhỏ nhỏ mình làm mà mình nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều trong cuộc sống. Thì thôi đại chúng cũng cố gắng là chúng ta học hạnh của quý Ngài. Trước khi Ngài thực hiện mất, Ngài để lại tác phẩm cho mình, thấy không? Ngài hoan hỷ Ngài đi. Quy Sơn Thiền Sư cũng thế, Ngài trước khi rời khỏi cuộc đời này để lại chúng ta một cái bản văn. Thì quý vị thấy không, đời nào chúng ta là để lại cái lành cái tốt, không thế hệ này thì thế hệ khác truyền truyền với nhau mà học. Nếu mà cùng một cái nguồn với nhau thì tự sẽ gặp. Cho nên quý vị xem phim Tàu, thấy một anh chàng mà rớt xuống hố bị người ta chưởng cho nó chết. Nó rớt xuống hố nó không có chết, nó lượm được bí kíp. Nó ở dưới nó luyện một cái, nó bay một cái vèo, nó lên núi nó làm bá chủ võ lâm. Thì mình cũng như thế. Biết đâu chừng á, người ta để một bí kíp lại, mà nếu mình cùng đồng thanh đồng khí thì mình sẽ nắm được cái bí kíp đó. Phật tổ đã để lại cho chúng ta cái bí kíp, mà quan trọng là chúng ta có cùng một cái hướng đó không, để chúng ta biết trân trọng bí kíp mà luyện tập. Người ta không quý, người ta đưa, người ta dục, đưa này về cất tủ, ba cái nhảm nhí này đâu có đọc chị. Còn đối với mình á, trân trọng vô cùng. Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh, cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà, thì bà má của mấy đứa bạn đó cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ, bà gọi mình là chú tiểu, xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Mình mới nói dạ không sao, cô gọi vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái nói cô xin lỗi con nha,
gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi giờ biểu gọi thầy Pháp Hòa không được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó tu, trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà mình đi xuất gia rồi mà còn ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, Pháp Hòa không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu không lẽ mình không giữ à, rồi nhiều khi nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà không, nghỉ vài bữa bữa nào nguôi giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bớt đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó không có lớn. Nó không có lớn, chẳng hạn như là thấy cái ly phải dọn, thấy cái chén phải dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về, nó thăm viếng, rồi biểu nó ăn, mà nó ăn mà nó ăn không trúng, mình còn la nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng chứ con, món này ăn có đậu phộng đúng không? Rồi cái mình tiếp tục mình niệm Phật, lát đi ngang ấy, sao con nước con hâm lại con, nguội quá nó không ngon. Tức là mình làm mẹ mà, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô, chú gì đó mà thấy con cái nó ăn không đúng mình tức. Nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à, ta nấu phở ngon gần chết vậy mà không để ngồi gai vô, đi ngang ăn phở mà không để ngồi gai. Tôi ăn cũng được, sao không được, ngon chết mà không ăn. Thế là mình phải bưng cái chén ngồi gai mình trút vô tô người ta, mà ta ăn không được. Mà bởi vì mình được, cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn nó như vậy. Nó nhiêu đó thôi là mình thấy mình ràng buộc chưa, phải không? Cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia, phiền não là cái gì mà phải xuất? Có đợi ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? Không. Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngò gai mà mình bắt người ta ăn ngò gai rồi mình đi tới luôn mình nói hoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng, thầy đến thì mình tiếp, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên nó trời sao chưa giờ tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình nó bình an nữa. Chứ cái cô đó là cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó cái mình sao xuyến trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không nghe mà. Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên xây tới xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi, ngồi nghe pháp nhưng mà thiệt tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, vì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi, không là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy, này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có ba con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không, mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói bạch Thế Tôn, sợ lắm, ngủ không yên. Phật hỏi vậy thì làm sao phải ngủ không yên? Nói dạ phải tìm cách đuổi ba con rắn đó ra. Đức Phật nói các thầy có biết không,
cái thân của mình, cái tâm của mình có ba con rắn, ba con rắn tham sân si nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong, nếu như á, mình nghĩ vậy nè, mình đang ngồi nghe pháp, có con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đó, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy gì thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Phủi nó lập tức. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu cũng vậy, cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó cũng giống như những cái đó, đó. Mình biết phủi cái đó ra lập tức thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi, tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu. Bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe, thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Cho nên mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là: nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là ba con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, ba con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách đưa nó ra, chứ không để. Tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền? Tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ Không ngoài mục đích là làm sao đẩy ba con rắn nó ra. Bây giờ nó cứng nhắc à, mà nó, cái thân của ba con rắn này nó lượn, đẩy nó qua chỗ này nó quẹo chỗ khác à, rồi mình đẩy nó ra khỏi, rồi lát mình đóng cửa sao nó cũng chui vô gã khác luôn. Rồi cho nên mình, thí dụ như bây giờ quý vị biết á, mình quy y, Phật tử quy y thọ giới cũng vậy, nó thôi tôi còn sân lắm, tôi không quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sân tôi mới quy y. Tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu, không sửa, chừng nào mới hết? Mà đợi mình hết mình mới quy y, hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở, lúc đó người ta làm lễ quy hương linh. Chứ còn quy y cho mình, giờ mình không chịu, phải không? Tại thưa đại chúng là, nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị Sơn thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi rồi tôi mời chị tới chơi. Mà cứ để đó không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao? Sắp xếp. Pháp Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái liều này nè, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về, và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật, dù không nhiều, nhưng mà có cái tâm chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện.
Cái đấy tôi tu được rồi, mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm không có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày. Nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Chứ giống như nói tôi tu được rồi, tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu, tu cái tướng, tu cái tâm. Cho nên á, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, thí dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế pháp nhá kéo xuất gia gieo duyên rồi, y mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ố chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia gieo duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy ha, vậy mà lai xây qua xây lại tôi dép mất. Trời ơi trời, dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi là thế này thế kia sân lên, thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, trời, mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa đó, nhờ mình làm cái lễ vậy đó, cái nhắc mình lại. Như ngày hôm qua có hòa thương, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đứng cho trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có hai phần. Một là xuất gia. À, xuất gia là gì? Nhá kéo cho một cái. Để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện làm cái người tu. Lẽ ra phải cạo tóc đó. Không? Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói, trời, sáng đó, có nhiều Phật tử cảm động đó. Lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc đó, có nhiều vị khóc đó. Cái Pháp Hòa chọc nói, khóc không phải tại cảm động mà nói, trời ơi mất trộm tóc. Tôi ngầu quá, không nhá, em cũng sợ nhiều nhiều cái ớt ít. Xuất cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia này, thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có 3 là tham sân si. Chính vì mình có tham, có sân, có si, cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng hướng thiện. Thầy đường Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh, nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo 3 đứa đệ tử, Bát Giới, ai nữa? Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không á, tượng trưng cho sân. Ngộ năng á, là tượng trưng cho tham. Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái Tôn Ngộ Không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không? Nóng tánh, cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham đủ thứ là tham. Còn cái ông Ngộ Tịnh á, ông ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ông làm gì? Ông gánh không à, mà ông ba phải lắm. Cho nên ông rất là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương, nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó, đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó đó, nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó,
trời ơi, toàn là món tôi thích không. Nó mút quá chừng quá đất mà nó quên là cái bụng ăn không hết, mà nó cũng quên là phía sau còn đông người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm á, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là bát đa la. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khí. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn. Lấy đúng một bát nào mà đủ ăn để chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái khuôn khổ là tập ít muốn biết đủ, lấy đủ ăn thôi. Rồi tại sao mà khi mình bưng chén cơm lên, mình để nó khuất mắt mình? Tại vì mình để phía dưới này bắt ấn cúng dường, trong khi thầy đang cúng, mình nhìn, trời ơi sao hồi nãy tôi không thấy cái món này ta. Con mắt mình nhìn hồi nãy gấp quá, ở làm sao đi, rồi tôi gấp quá tôi lấy đại, mà giờ tôi ngó qua tôi thấy bà kia có đậu hũ sốt cà, mà sao tôi không thấy món này. Rồi mình ngồi mình tiếp. Cho nên chư tổ không muốn mình con mắt giao tiếp thức ăn mà sanh khởi tâm phân biệt trong lúc đó. Cho nên biểu mình để cái bát hơn cái tầm mắt của mình. Nói như vậy đó là để đại chúng thấy rằng chư tổ kỹ lắm. Bởi vì các ngài là những người đã đi qua cái con đường dính mắt đó rồi. Cho nên cái con đường đó các ngài rút tỉa lại thành những cái bài học cho chúng ta. Chứ thưa đại chúng, những gì mà các ngài để lại chỉ dẫn chúng ta có duyên cớ, chứ không phải là tự do tự nhiên mà các ngài nói một cách vô. Ngay cả bây giờ chúng ta thọ giới, dù là 5 giới, 10 giới của Sa Di, hay là 250 giới của Tỳ Kheo, hay là 348 giới của các vị Tỳ Kheo Ni, cũng có nguyên do hết, chứ không phải tự nhiên Phật nói. Bởi vì Đức Phật là người rất là dân chủ và công bằng. Người ta không phạm thì không mắc chi mình phải bắt người ta giữ. Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ mà Phật dạy đừng làm. Mà khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, là ngộ gì đó, cái ông mà ông sân quá đó, ông sân, ông thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu thông minh lanh lợi chừng nào thì nóng tính lắm. Tại sao? Thấy ai làm cũng chậm hết đó. Trời ơi, cái này tôi làm cái một rồi mà coi nó làm đi ra chỗ khác để tôi. Cho nên nóng như vậy đó, rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng. Cho nên buộc lòng phải có cái vòng kim cô chồng lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú nhức đầu, cái vòng kim cô mà ông thầy chồng lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới. Hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại, để không thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo, biểu tượng qua con heo, mà cái người thông minh mà trí hóa nó lanh lợi tượng trưng cho con khỉ. Mà quý vị nghĩ coi cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác, mặc dù ngồi đây vậy đó. Chứ không chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhót chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Rồi giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới, cái biệt hiệu thôi. Tại vì ổng phải giữ 8 giới của người xuất gia.
bát giới của người xuất gia. Đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì làm gọn lại bát giới, tức là 8 giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng đó là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn, làm gọn lại còn 8 giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó, nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới, đầy đủ thì 10. Cho phiền não đó, mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo. Mình ngồi thiền bắt nó ngồi thiền, mình tu bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si. Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi. Mà lâu lâu nó trồi lên, đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì cái rầm, nó ngó là chuyện gì vậy. Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượng, nó lăng xăng lắm. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sẽ nói, ủa tại sao mình phải đắp đi, tại sao mình phải ôm mình bát, ăn lấy cái tô, ăn cái rồi đi, còn ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi, rồi ngồi cúng dường thanh tịnh gì, làm lung tung. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi, mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải bưng quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô, rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bá, rồi dân trà ở đám cưới sao lung tung mà nó nói. Cái đó để làm gì? Cái nghi lễ để cho người ta cố gắng, người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu. Nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình. Rồi mình nâng cái y lên, nó phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Cái lý tính vải đó bình thường mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng treo lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà, nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiên sông núi. Đất nước đó chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải, mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người, để nói lên cái tâm hạnh của người tu, thì chúng ta trân trọng. Xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi, ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đâu y đó gọi là vật bất ly thân. Mà người tu đó có hai cái người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được khinh thường. Mà khởi tâm khinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à. Cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm à. Chứ mỗi lần cầm bát cơm lên là quý lắm. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa. Còn không là ôm nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Pháp Hòa thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm
hoan hỷ vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe pháp mà nghe bằng cái tâm phấn khởi vui thích thì nghe pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không mà lát cái ổn nói gì vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó. Nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì đúng không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có bốn loại. Vậy cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ổng lại nhả lại mà không nghe cái ý tứ của pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Chứ chúng ta có nghe cái tiếng nói nhưng mà chúng ta không nhận được cái message, không có nhận được cái ý tứ muốn nói. Cũng giống như hôm nào mình buồn ngủ quá mà ai ngồi nói gì, dạ, dạ, vậy đó. Nghe tiếng nhưng mà hỏi cái giật mình, nãy giờ chị nói gì tôi không nhớ. Đó, cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật Pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe. Nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết. Nghĩa là chúng tôi đã lên đường ngồi đó nhưng mà tôi đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia, nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn trong ba đứa đệ tử. Mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái của một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim phải không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt à, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ bi, cũng giống như mình vậy đó. Nhưng mà trong con người của đường tăng vẫn có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Nói giờ tôi tham sân si quá, tôi làm sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly. Như nãy mình nói đó, vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa thứ sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lượm được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không, trời không lẽ mình mới tu có bữa mà phước dữ người ta. Chắc hộ pháp thiện thần thì thấy cái này mình kẹt quá. Tu có ngày phước nó sanh, ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng hết. Lúc đó cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết trong tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là mất may gặp mình đó nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ cầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa nè. Mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy vô bộ tôi không xong, chắc tôi lên tôi xin thầy tôi về quá. Cái thiên ma nói luôn, nói lẹ đi chứ để tối.
mấy đứa nhỏ lên rước tối. Kiều sớm sớm nó lên rước về nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu á, bị bốn thứ ma nó quấy rầy. Một á, là ma phiền não. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, mình định ngồi ngay trước này nè, để gần nhìn ông thầy. Tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube. Tôi để cái áo lạnh của tôi rồi, mà để ý là tôi muốn để làm dấu ở chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia bà dở áo tôi xuống. Tôi tức. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tu từ sáng chiều sao giờ đau lưng á? Rồi cái này cái kia gọi là ma ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút vậy đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo, cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu. Sao nhức đầu á, chắc không có duyên. Vì vậy hễ mà mình vừa nhức đầu đau lưng ấy, khởi lên thì có con ma, thì con thiên ma đó. Hồi nãy mà con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá à, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá à. Con chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao ở nhà có cái ghế salon tôi nằm. Tôi nằm cái thầy ổng nói cái tôi ngủ. Cái thầy thành nữ thầy ổng mới vừa mở động nói dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khò. Hôm nay là ngày khò. Rồi cái tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình, tôi bấm ông trở lại, cắm nói tiếp. Đúng, chị biết tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma đó, không phải là con ma nào tóc dài, nanh vuốt gì. Bốn thứ ma mà trong kinh đó. Phiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa? Thiên ma. Đó, ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên á, lay. Chị, vậy tụng kinh. Trời đất ơi, tu chi mà bất nhân giờ đây. Tu cũng phải cho thật nghỉ ngơi. Bà này con thiên ma đó, nói mệt thì ngủ thì ai biểu bà đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, rồi bạn rủ đi chơi, nó trời chỗ thân quá mà, ta kêu mà không đi ta buồn, mà lâu lắm không có đi chỗ này, tu thì bữa nào cũng tu, thôi nhận lời, thấy không? Thành thứ đại chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khởi cái tâm sự với người bạn thôi, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Và bạn chúng nói ờ, nếu thấy không được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi, nếu chị khó chịu anh khó chịu vô tôi sức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc nghỉ ngơi buổi đi. Thà là mình nghỉ buổi mà mình tu được thêm 2 bữa nữa, chứ chi chút rồi đi về, thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tu vậy nè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Phải không? Bạn mình khuyến khích mình, nhắc nhở mình, mà tu với chú về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này, có trời ơi, lâm râm về mà trùm mền mà ngủ rồi. Mí mắt chân trời mỏi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm lối tựa. Mưa về ôm giấc cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy. Ngân hà đến ngọc lung linh, thắp đèn cầy lung linh lên. Ngủ mà nó rất là romantic. Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, ai muốn làm gì làm tôi ngủ á. Cho nên đó là khi mà mình nổi cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp,
tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh là tuyệt hẳn. Rồi nói dối, uống rượu, hút thuốc. Cho nên thí dụ lỡ đạo hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc đó, ráng khắc phục 3 ngày này. Thí dụ mình cầm cái điếu thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đứng trời lạnh này phì nó cũng ra khói, thở cho nó ra khói đỡ. Kiếm kẹo nhai khắc phục. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn quý hòa thượng hay nhắc: vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ điếu thuốc. Rồi mình mới nói với mình: hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Quý vị tu làm gì cũng có kệ hết á, ăn cơm cũng có kệ. Như nãy quý vị bưng bát cơm lên ha, bài kệ bưng bát cơm đó: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vạn vật tranh sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia, cái kia nó lấn cái nọ. Thôi thì thế gian này đang, người ta đang đua nhau mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua đó. Nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái muỗng lên, mình ăn 3 miếng cơm thôi, mà mình cũng nguyện: muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, muỗng thứ ba nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có 3 muỗng đó thôi nghe. Rồi 3 muỗng kia ăn lẹ lên. Liên tục quán chiếu 3 câu đó: muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, mà 3 cái đề mục đó. Và thưa đại chúng, 3 cái đề mục đó là 3 phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện 3 cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện 3 phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác tức là 5 giới quý vị đã thọ đó: không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là mình dứt các cái điều xấu rồi, là nguyện không làm điều ác. Giờ nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy: không sát sanh mà phóng sanh, nhớ không? Không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời năm chiều hả? Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, tức là không có được đâm thọc cho người ta gây gỗ đó. Không có nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Rồi phần ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Giảm bằng cách nào? Tham thì bố thí, sân thì quán từ bi, si thì tu trí tuệ. Cho nên cái phần đầu á, không làm, không sát sanh trộm cắp của ngũ giới là không làm ác. Còn phần thập thiện là phải hành điều thiện, gọi là làm các việc lành. Rồi qua tới cái phần giới của Bồ Tát là độ chúng sanh. Cho nên tam tụ tịnh giới của đạo Phật tức là 3 cái phần giới pháp mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thọ lãnh mỗi trong đời tu người Phật tử của chúng ta. Rồi bây giờ á, quý vị đã thọ, đã xuất gia rồi, thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới. Vậy giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới. Rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc, thì tâm chúng ta là sao? Định tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ, chứ thật sự ra giới định tuệ
có thể bắt đầu từ định giới tuệ, là tuệ giới định gì cũng được hết. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy mình thấy cái idol ta để đó, mình vừa khởi cái tâm muốn lấy lên, thì cái trí tuệ nó có mặt liền. Nó nói không được, mình đang tu. Mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái định, thay vì nãy mình vừa lấy bỏ túi đó, bây giờ cái định nó nói với mình, định nó giúp cho tuệ nói lên. Và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái đó xuống không lấy, gọi là tu giới. Thưa đại chúng, là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Như ví dụ, mặc dù ăn nó không có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn là cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái câu mà quán chiếu mà bữa ăn nói thẳng luôn, xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực. Có một vị thầy muốn thử đệ tử coi cái mức độ tham ở tới đâu. Bữa nọ ngồi ăn thì thầy, trong một cái dãy ngồi ăn thì người thầy phát cho các chú nhỏ đệ tử mỗi người miếng xôi. Thì người thầy nhìn cái người đệ tử nhai xôi, cái cách ăn miếng xôi mà người thầy có thể đo được cái sự chánh niệm. Ví dụ người đệ tử để miếng xôi vô miệng, trong khi đang nhai thì con mắt nhìn những cái món khác trên cái bàn, lấy đũa gấp để vô chén mặc dù miệng chưa xong. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà để chúng ta đo lường được cái tâm mình nó đã tới đâu. Cái tâm mình nó tới đâu? Quý vị để ý, mình đi chợ các bạn, nếu như mà chúng ta mua bắp, mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình lột muốn hết thằng nhỏ luôn. Tại vì mình coi có trái nào bắp hộp cho đều mình mua, chứ đâu có nhắm mắt nhắm mũi mà mua. Mà hè đó là nếu bán trái nha. Mà nếu mà bán phao đó, chúng ta lột muốn sập hết cái vỏ ra để cân cho nó nặng. À, xin lỗi, nó nhẹ rồi mình lấy thêm. Thật sự ra những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng tiếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự ra, mà quý vị để ý ha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng, nếu ở trước cửa chùa có một người ăn xin, cầm ra 50 đồng cho. Để chi? Mình là một người Phật tử, biết bố thí, biết làm lành. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn móp chắc chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent, 20 cent. Chị đừng có qua mặt tôi nha. Chị buôn bán phải đàng hoàng nha. Tiệm kia có 2 đồng, chị ở đây chị bán 2 đồng mốt. Trả giá siết chặt rồi ra tới chỗ trò tội nghiệp quá, cho 20. Thật sự những cái đó, đó nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình thôi. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế này. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống để chuyển hóa cái tâm niệm sân si, phiền não, tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo. Nếu mà chúng ta, quý vị thấy không, nếu quý vị nhìn kỹ, quán chiếu sâu thì sẽ thấy rằng á, tất cả những gì chúng ta làm trong chùa mỗi ngày, không có cái gì mà không ngoài cái mục đích giảm tham, giảm sân, giảm si và cắt giảm những cái dính mắc của một con người. Có nhiều người nói tụng kinh con vẹt tụng chi, nhưng mà họ cũng đâu biết rằng họ lặp lại câu đó như con vẹt mà lặp chi. Họ đâu có biết tại sao ta phải tụng kinh. Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng có thiện tâm thiện chí, tôi ngồi để tôi tụng kinh tiếng đồng hồ. Rồi nếu tôi theo cái ý nghĩa là tụng như con vẹt để tụng làm gì, thì tôi vĩnh viễn tôi không tụng và tôi để cái thời gian tôi làm việc khác.
Vậy thì bây giờ một người ngồi tụng kinh dù không hiểu và một người không tụng gì hết để đi làm cái chuyện nói chuyện thiên hạ, nói thị, nói phi, nói tốt, nói xấu, cái nào hơn? Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu mình nói khác, rồi mình tu rồi mình nói khác. Tại vì tu rồi mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học là toàn là nói chữ nghĩa không, chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là bởi bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu. Tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Nhiều ta hồi biết chút chút rồi đây sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi. Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa, nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử, cho nên á, mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là nơi 5 giới của người tu tại gia mình thọ rồi đấy. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới để tu thôi. Không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát. Thí dụ tối mình ngủ, mình hay mở Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng rồi vậy đó. Bây giờ tối ngủ không có mở nhạc. Trong 3 đêm mình ngủ ở chùa mình không có mở nhạc nghe nữa. Mình nếu có niệm Phật mà cũng không mở nữa, tại vì mình làm ồn người khác. Thấy không? Mình tịnh tâm, mình niệm Phật để đi vào giấc ngủ. Ngủ không được, không nói chuyện, nằm đó. Có thể trong phòng của mình đó có những tiếng chim của ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu của cõi cực lạc. Trời ơi, chị bên này vừa hóng lên, cái chị bên này đáp lại, hóng lên đáp lại, mình nằm mình nghe. Trời ơi, mấy bả làm gì mà quá trời, tôi ngủ không được, khó chịu quá. Giờ quán bây giờ tôi hiểu cực lạc ở đâu rồi. Ờ, trong kinh Di Đà nói cõi cực lạc có chim cõi gì đó cộng mạng nè, chim cộng mạng, nhớ không? Trong kinh già đó đó, anh võ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng đó, tất cả những loại chim đó. Trời ơi, giờ phòng tôi bây giờ mình nằm mình nghe mà mình thảnh, mình bây giờ mình nói tôi hiểu được cực lạc ở đâu. Nếu mình nằm đó mà không ngủ được mà vẫn nằm đó niệm Phật bình an, mình mừng cho người ta. Trong 400 năm người ngủ chung mà 4 người kia ngủ được, còn có mình không được. Trời ơi, tôi có cực, tôi không phải nghe những tiếng này, nhưng mà tâm tôi không có khổ. Thật sự thưa đại chúng, thế gian này chúng ta ai cũng cực hết, nhưng mà có điều có người cực lạc và có người cực khổ thôi. Người ta có thể người ta cực cái thân, nhưng mà tâm hồn người ta thoải mái thảnh thơi, cho nên người ta cực cái thân mà ta không cực cái tâm. Mà tâm không cực gọi là cực lạc. Còn đã cực cái thân rồi mà cái tâm cũng khổ nữa thì gọi là cực khổ. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Giờ mình sẽ có câu đấy, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, tôi dông vô chùa. Quý vị thấy nè, mình ở đâu có thoải mái đâu, chật chội nè. Mình phải ăn ngoài liều, gió lạnh mưa nè. Nói chung là mình vô trong chùa rồi, cho dù cái chùa đó pháp tiện nghi cỡ nào đi nữa, nhưng mà rốt cuộc mình cũng cực à. Tại vì mình phải thức từ 4-5 giờ sáng nè, rồi mình theo thời khóa cho tới 10 giờ đêm nè, không cực sao? Nhưng mà nếu tâm hồn mình thoải mái an lạc thì gọi là cực gì?
cứt lá. Còn nếu như chỗ đó mà cho mình ăn rất là ngon, ngủ rất là kỹ, thoải mái vô cùng, nhưng mà cái thời khóa nó làm tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội, tôi khó chịu, cũng cực khổ như thường. Chứ có nếu mà nói cực thì ai cũng cực hết, em cũng cực lắm. Em tu Phật nhưng mà lúc này em đổi đạo, em tu tiên thì em bay hoài. Từ hồi 15 tháng 8 mà bay suốt tới giờ. Có cái tuần này là mỗi ngày mỗi bay đó. Sáng giảng chiều bay, sáng giảng chiều bay. Cho nên lúc này thấy em phơi phới. Tu tiên mà. Có một bác đi Việt Nam gọi về cho đứa cháu. Nói trời ơi, mình đi có một buổi mình muốn chết, mà đi xong về mình nhớ tới ông thầy mình nó tổ ghê vậy đó. Nói em cực mà em có khổ. Nếu quý vị nhìn coi, trong chúng ta ngồi đã ai cũng cực, ai cũng cực hết á. Nhưng mà không thấu đáo nó thì khổ, mà thấu đáo nó thì lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở nơi ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tại sao gọi là cực lạc không ở đâu xa? Cực lạc Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, đắp y, ôm bát, thọ giới, làm đủ thứ hết, cũng không ngoài mục đích làm gì? Ngàn sông về biển lớn. Làm tất cả những công việc nhỏ nhỏ đó cũng không ngoài hướng cái tâm chúng ta tới cái nẻo thiện, nẻo lành, mà mỗi chút cho nó thuần thiện. Cũng giống như mình đi học thôi. Mục đích là có ngày mình sẽ đổ được một cái bằng cấp, nhưng không thể không có môn toán, môn anh văn, môn sử, môn hóa, môn lý gì đó. Tất cả các môn, ngàn sông để về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng nó mất, nhưng mà nó đâu có rời trời, nó đi đâu đâu, phải không? Cũng như vậy, những gì chúng ta làm hôm nay nó không có mất đâu hết á. Chứ có nhiều người nói chết là hết, chết sao hết được, anh hết thở thì có. Phải không? Hay là hết cái thân tứ đại này, nhưng mà những gì chúng ta làm không có mất. Nghiệp lực chúng ta tạo không có mất, phước lành chúng ta làm không có mất, trăng lặn không lìa trời. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái giới. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta làm hai phần. Xuất gia, thọ giới. Xuất gia để làm gì? Để cho chúng ta có cái tướng trang nghiêm. Rồi làm cái lễ, thí dụ như quý thầy đi, làm lễ xuất gia xong phủi tóc rồi. Phủi tóc xong rồi, tiếp nhận cái lá y tròn lên trên người rồi, là từ đó về sau đi đứng không có thể nào mà lăng xăng như một cái người chưa tu được. Buộc lòng phải nghiêm túc. Rồi thọ giới. Thọ giới để làm gì? Để giữ tâm mình. Thưa đại chúng, xuất gia để giữ cái thân tướng mình cho trang nghiêm. Thọ giới để giữ tâm mình cho nghiêm túc. Người tu nào cũng phải có giới. Cư sĩ tại gia có 5 giới. Người mới bắt đầu vào tu có 10 giới. Tu được vài năm lên 250 giới. Bên tăng, bên nam, bên nữ là 348 giới. Nhưng mà tất cả những giới đó không ngoài mục đích để làm đẹp cho chúng ta. Không? Cho nên đó, lúc mình cắt cái tóc đó, mình đọc cái bài kệ gieo duyên sao? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Đời này mình lỡ kết một duyên với một người, mà kết cái duyên đó rồi sao nó nặng quá, khóc nhiều hơn cười. Thấy không? Hồi xưa lúc mình mới quen, mình có cái bài hát quấn quýt vân vê tà áo. Bây giờ cũng quấn quýt mân mê tà áo, rưng rưng lao lệ mỗi ngày. Thì bây giờ cái người tu của chúng ta là xuất gia nhá kéo cạo đầu, ví dụ vậy, để giữ cái thân tướng. Rồi chúng ta thọ giới để dưỡng cái tâm hồn của mình. Vì cái tâm của chúng ta dễ sanh khởi, cho nên nhờ giới nó giữ mình ở trong cái khuôn. Ví dụ cái giới mà không ăn phi thời đó,
là không ăn ngoài giờ ấn định, sáng trưa chiều ba buổi, ngoài ba giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, chà đậu hũ ngon quá, ăn thử nhớ trực lại, mình thọ giới mình không ăn phi thời hạ xuống. Còn nếu lỡ miếng bỏ miệng rồi, đang nhai nửa chừng rồi, nhớ chừng là phun cái phèo ra một bữa, lỡ rồi nuốt luôn đi, chứ mà dừng lại nó thôi tôi lỡ rồi cho tôi miếng nữa nghe. Cũng như quý vị lỡ sáng mùng 1 ăn chay mà quên ăn một miếng mặn, cái nhớ trực lại dở lịch thấy bữa nay mùng 1, thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ giây phút đó trở lại ăn chay. Chứ không thể nói trời ơi bữa nay mùng 1 mà không nhớ, sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi cái đó thôi lỡ rồi ăn luôn. Nó lỡ mới con chút à, mà sao mình không để nguyên ngày này nó lành, mình lỡ chi nữa cho cả ngày. Sao thành tử ông Hoàng nói vậy để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chữ tu là chỉnh, thấy có nó vừa hư, biết nó hư chỉnh liền, sửa liền, không để. Tu là chuyển hóa mà. Mà quý vị cứ nhớ là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải phô trương. Còn đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này, và thưa đại chúng đó, một khóa này mấy ngày? 3 ngày. Mà 3 ngày dài không? Đâu có dài đâu, nội trừ ra 9 bữa ăn. 3 ngày mà trừ ra 9 bữa ăn, phải không? Rồi trừ ra ba tối để ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này, cái nó rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì? Là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí, trân quý nó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và nói 2 chữ thôi: xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, phải không? Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? Để phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi lầm, đình chỉ dừng hẳn cái ác, cái lỗi mà không trừ lâu ngày thành tội. Cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi, mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội. Cho nên kêu cái từ thường người ta gọi là tội lỗi, phải không? Cái tội này nó do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang, mình không thấy cái cây đó nó xè xè ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, đó lỗi thôi, lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không ưa bà gánh, mình giả bộ mình đi ngang cho nó rớt chơi vậy đó, cái đó là tội, phải không? Thì cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội. Chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì thì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm, cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng 10 đứa con, rồi cứ dài 3 tháng chết 1 đứa, ông phải đi chôn. Chết đâu được 3-4 đứa rồi, cái ông suy nghĩ, ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài 3 tháng nó chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần cho nó tiện. Ông giết hết đám con ổng đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó, thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy, nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút rồi nói thôi tôi lỡ tôi phạm 1-2 lỗi rồi, thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đầu đằng nào tôi cũng ăn cắp hết 2-3 món rồi, thôi kỳ này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi, thí dụ vậy đó. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, thấy không? Điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn.
Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái lũ, phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nấu lên, nói đâu có nói lên được cái người tu cái gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nửa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút dấn giác. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng, thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, phải không? Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia, nó ra tới đâu rồi? Cái nhớ trực lại kéo nó về. Đó, mình tu là mình giống như cái người chăn trâu. Con trâu tâm của mình nó phóng một chút cái mình kéo nó lại, phóng một chút kéo nó lại, mà kéo riết đến khi nào con trâu nó chán quá, nó nói người chủ này canh tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây. Chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu, ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ, con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. Ha, mới đầu mình, hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó. Giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, để ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa được em Phật tử chở lên đây, Pháp Hòa thì bấm số hôn chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, phone hoài không được. Tới phiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường, nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. Đi múc chỉ cà tha, đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình nó bụng nó cha, cái chùa nó ở trong này nó đẹp thiệt đó nha, nó hun hút á. Và vô đây là đúng là ở tu, tới hồi nó thấy cây cờ phất phơ, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, cái chỗ sao biết tới, tại vì màu vàng mô Phật. Nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa, phải không? Nên cuối cùng rồi tới nhà ta, nói đâu coi lại cái địa chỉ coi. Nó coi nó phát hiện nó bấm lộn một số, nó bấm lộn một số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại check cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó sẽ xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm cái gì? Đưa hết 6 căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt gì nữa. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi. Tuần rồi đã qua, ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi nói. Nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm, phải không? Mình không phải là tướng văn, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Và tướng người tu là gì? Chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nét qua bên nhường đường cho mình đi hết.
Còn mình đi nghênh ngang mà ai cũng ra chậm muốn gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cứ nép qua nhường. Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng có được 3 ngày tịnh tu an lạc, vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó, xuất gia thọ giới. Thì nó tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Chân phù xuất gia giả, phát túc siêu phương. Một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, gọi là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình nghi ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn, nhưng mà đã nhá ba lát rồi. Ai có nón len trùm lên nữa giống dữ nữa. Tâm mình á, thì phải khác. Hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa. Mà luôn luôn nói với mình, hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu, cứ nhớ một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi: Phật ơi, Phật có khỏe không? Việc đời có dễ không? Chúng sanh có dễ độ không? Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì? Dị độ. Thầy đáp lại: già chúng sanh dễ sợ.